Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chuẩn bị đại hội 13 Việt Nam gia tăng đàn áp nhân dân. Vào hôm 19 tháng 6 năm 2020, tổ chức nhân quyền của Mỹ đã tố cáo chính quyền Việt Nam đang gia tăng đàn áp với các nhà bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, dự kiến tổ chức vào tháng 1 năm 2021. Chính quyền Hà Nội đã bắt giữ và kết án nhiều người với các tội danh chính trị kể từ cuối năm 2019 đến tháng 6 năm 2020. Theo thông báo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, cụ thể, chính quyền đã bắt giữ và truy tố các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập, một thành viên trong nhóm nhân quyền Hội Anh em Dân chủ và một số nhà hoạt động, người cầm bút độc lập khác. Các tòa án cũng đã kết án tù nặng nề những nhà bất đồng chính kiến đã bị bắt trước đó. Đây là hình ảnh các nhà báo độc lập và bất đồng chính kiến đã bị bắt gần đây từ trái qua hàng trên xuống. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Nguyễn Trọng Thủy, Lê Hữu Minh Tuấn, hàng dưới là Phạm Chí Thành, Trần Đức Thạch, Đinh Thị Thu Thủy. Trong bản thông cáo, ông John Stephen, Giám đốc Vận động Châu Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói, năm nay Việt Nam trấn áp dữ dội các nhà bất đồng chính kiến và các quốc gia khác cần lên tiếng. Các đồng minh và đối tác thương mại của Việt Nam cần nêu quan ngại về những vụ án mới đây với Hà Nội và yêu cầu chính quyền trả lại tự do cho tù chính trị. Tổ chức Ân xá Thế giới nhắc lại, Đại hội Đảng được tổ chức vào 5 năm một lần và là dịp các lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản họp lại để bầu ra một ban lãnh đạo mới của Việt Nam và là một trong sự kiện chính trị quan trọng nhất của nhà nước độc đảng này. Trong quá khứ, chính quyền Việt Nam đã từng bắt bớ nhiều nhà bất đồng chính kiến và nhà hoạt động để đảm bảo cho đại hội có vẻ diễn ra êm thắm mà không có các tiếng nói bất đồng hay chống đối nào. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, có ít nhất 150 người đã bị kết án vì đã có những hành xử và có quyền tự do ngôn luận hay tự do lập hội và hiện đang ngồi tù. Ít nhất là 15 người khác đã bị khởi tố nhưng chưa được đưa ra xét xử. Thông báo của Tổ chức Ân xá Quốc tế đặc biệt quan ngại về vụ bắt giữ các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập, như vụ bắt giữ ông Nguyễn Tường Thụy trong tháng 5, Phó Chủ tịch của Hội và ông Lê Hữu Minh Tuấn trong tháng 6. Chủ tịch Hội Phạm Chí Dũng cũng đã bị bắt từ đầu tháng 11 năm ngoái. Cả ba người đều bị cáo buộc với tội tuyên truyền chống nhà nước theo luật là số 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Vào ngày 13 tháng 6 vừa qua, Công an TP.HCM cũng đã bắt giữ Huỳnh Anh Khoa, quản trị viên của một nhóm Facebook thảo luận về các vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị ở Việt Nam với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, theo điều luật số 331 của Bộ Luật Hình sự. Trước đó, vào tháng 4, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ cựu tù chính trị Trần Đức Thạch vì cho rằng ông có liên hệ với Hội Anh em Dân chủ. Ông Thạch bị cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Và Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và Hội Nhà báo Quốc tế đã lên án Việt Nam bắt giữ nhà báo độc lập Lê Tuấn. Đây là hình ảnh các thành viên sáng lập trong lễ ra mắt Hội Nhà báo độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 2014. Trong bức ảnh này đã có 4 nhà báo bị bắt giữ theo thứ tự thời gian là Trương Minh Đức, Phạm Chí Dũng, Phạm Thành và Nguyễn Tường Thụy. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF và Ủy ban Bảo vệ Nhà báo vừa qua đã lên tiếng tố cáo chính quyền Việt Nam bắt giữ ông Lê Hữu Minh Tuấn, bút danh là Lê Tuấn, thành viên thứ 3 của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vì cáo buộc chống nhà nước. Trước đó, báo chí trong nước cũng đưa tin Công an TP.HCM vào ngày 13 tháng 6 năm 2020 đã tố cáo bắt giam ông Lê Hữu Minh Tuấn, 31 tuổi, ngụ tại Quảng Nam vì làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại điều 117 Bộ luật Hình sự. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Paris vào hôm 15 tháng 6 đã đưa ra thông báo lên án việc bắt giữ ông Lê Tuấn với tội danh với mức án có thể lên đến 12 năm tù. Vụ bắt giữ này xảy ra chưa đầy một tháng sau khi ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị bắt tại Hà Nội và di lý vào Sài Gòn. Chủ tịch hội là nhà báo Phạm Chí Dũng, người có tên trong danh sách Anh hùng thông tin của Tổ chức Tự do Báo chí, nay đã bị bắt tại Sài Gòn từ tháng 11 năm 2019. Theo ông Daniel Vestas, phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, thì việc bắt nhà báo trẻ Lê Tuấn cho thấy sự lo lắng trong giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 6 tháng trước Đại hội 13 của Đảng. Ông nhắc lại, Việt Nam hiện đứng thứ 175 trên 180 trong bảng xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới về tự do báo chí. Về phía Ủy ban Bảo vệ Nhà báo có trụ sở tại Hoa Kỳ, trong thông cáo vào ngày 15 tháng 6 năm 2020 đã đòi hỏi trả lại tự do ngay lập tức cho ông Lê Hữu Minh Tuấn, đồng thời hủy bỏ những cáo buộc đối với ông. Ông Charles Christ,
đại diện khu vực Đông Á của Tổ chức Bảo vệ Nhà báo cho rằng Việt Nam cần chấm dứt chiến dịch sách nhiễu các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Ông Chris Pin nói rằng Việt Nam sẽ không bao giờ được coi là một nhân tố có trách nhiệm trên thế giới nếu vẫn tiếp tục đối xử với các nhà báo độc lập như tội phạm. Hai tổ chức nêu trên còn nêu ra trường hợp của blogger, nhà văn Phạm Chí Thành, bút danh là Phạm Thành, bị bắt vào hồi tháng 5, được cho rằng cũng là thành viên của Hiệp hội Nhà báo Độc lập, nhưng thực ra ông Phạm Thành đã ra khỏi hội này. Báo chí và nhà nước Việt Nam vẫn dẫn nguồn tin công an cho biết đang điều tra mở rộng vụ án làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu và vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Phạm Chí Dũng cùng đồng phạm thực hiện. Và Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF có trụ sở tại Paris vào ngày 26 tháng 5 năm 2020 cũng ra thông báo đòi trả lại tự do cho hai nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy và Phạm Chí Thành, đồng thời kêu gọi các đối tác thương mại của Việt Nam gây áp lực để chấm dứt chiến dịch trấn áp mới này. Đây là hình ảnh cụ Lê Đình Kình và Bộ trưởng Đại tướng Công an Tô Lâm. Cái chết của người đảng viên 84 tuổi Lê Đình Kình với những vết đạn kê vào sát đầu và tim ngay tại giường ngủ là một tội ác vi phạm nhân quyền ghê rợn nhất do chính Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo với 3.000 lính biệt động đàn áp người dân Đồng Tâm vào giữa đêm tối. Blogger Nguyễn Tường Thụy bị bắt tại Hà Nội vào hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 5 và di lý về Sài Gòn. Ông Nguyễn Tường Thụy, 68 tuổi, là cựu chiến binh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Hai ngày trước đó, ông Phạm Chí Thành, bút hiệu Phạm Thành, cũng bị bắt tại nhà ở Hà Nội theo Điều 117 Luật Hình sự, tội danh chống nhà nước và đang bị tạm giam. Ông Phạm Thành là chủ blog Bà Đầm Xòe và vừa công bố một số cuốn sách mang tựa đề Nguyễn Phú Trọng, Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo. Ông Daniel, phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tuyên bố việc bắt giữ hai ông Nguyễn Tường Thụy và Phạm Chí Thành là một gáo nước lạnh cho những ai đang cố gắng tranh luận công khai tại Việt Nam. Trong bối cảnh sắp đến Đại hội Đảng lần thứ 13, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi các đối tác thương mại của Việt Nam, đứng đầu là Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ, gây áp lực để Hà Nội chấm dứt đàn áp. Ông Bastan nhắc lại, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là ông Phạm Chí Dũng đã bị bắt từ tháng 11 năm 2019, từng được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao danh hiệu Anh hùng thông tin. Việt Nam hiện đứng thứ 175 trên 180 trong danh sách các nước tự do báo chí trên thế giới của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp đặt. Cũng trong tháng 4, Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ Đinh Thị Thu Thủy, cáo buộc viết và đăng bài trên trang Facebook và trên các nền tảng khác trên mạng Internet có quan điểm ngược với Đảng và Nhà nước và xuất bản các tài liệu phản đối chính quyền theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Và vào tháng 1 năm 2020, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt ông Đinh Văn Phú cũng vì các bài viết trên mạng. Vào tháng 3 năm 2019, Báo Thanh Niên đưa tin Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ 3 người có tên là Kunt, Rô và Lúc vì tham gia đạo Hà Mòn, một nhóm công giáo không được chính quyền phê chuẩn và chưa rõ họ bị cáo buộc về tội danh gì. Một số nhà bất đồng chính kiến khác là Mã Phượng Ngọc Phú, Phan Công Hải và Trung Hoàng Trương cũng bị đưa ra xét xử riêng từng người vào tháng 4 và tháng 5, bị kết luận là có tội và kết án từ 9 tháng đến 5 năm tù vì các bài đăng trên trang Facebook của họ đã phê phán chính quyền theo các điều 331, 117 của Bộ Luật Hình sự. Đây là hình ảnh nhà hoạt động bất đồng chính kiến Trung Hoàng Hải Trương và Phan Công Hải. Việt Nam về cơ bản đã hình sự hóa việc sử dụng Internet hay các nền tảng mạng xã hội để nói lên ý kiến hay tham gia tranh luận. Ông Stephen đã nói như vậy. Và chính phủ và các quốc gia hữu quan và các công ty trên mạng xã hội cần lên tiếng. Các văn bản của chính quyền Việt Nam luôn có dòng tiêu đề với hàng chữ như sau: độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhưng qua các vụ này chúng ta thấy rằng bất cứ ai thực hiện độc lập đều bị tước đoạt tự do và hạnh phúc, ông Stephen đã nói. Blogger Trung Hoàng Trương được báo Việt Nam tường thuật cũng là người lãnh án tù do xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, xuyên tạc việc ba cán bộ chiến sĩ hy sinh ở Đồng Tâm, theo báo Thanh Niên đăng tải. Cựu tù nhân chính trị, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vào tối hôm 26 tháng 5 đã lên tiếng với Đài Tiếng Nói RFA liên quan ba vụ việc chính quyền vừa bắt giữ giới cầm bút bất đồng chính kiến tại Việt Nam như sau. Không ai năng nổ và mạnh mẽ như nhà văn Phạm Thành, ông đã liên tục chỉ trích Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bởi vì ông Trọng vẫn tỏ thái độ thân Trung Quốc. Cũng như không ai giống nhà báo Nguyễn Tường Thụy, ông đã thay mặt cho những người đấu tranh mang tiếng nói đối lập hoàn toàn và trong một tổ chức Hội Nhà báo Độc lập để nói lên tiếng nói của người dân. Và cũng không ai như nhà thơ Phạm Đức Thạch, ông đã có những bài thơ để lên án chính quyền Cộng sản.
Với chia sẻ vừa rồi, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa khẳng định rằng động thái bắt giữ ba cựu chiến binh cầm bút, ba nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam đã biểu thị thái độ của chính phủ Hà Nội đối với các vấn đề mà cả ba nhà hoạt động này đang quan tâm và đòi hỏi. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa nhấn mạnh như sau. Tức là họ muốn triệt tiêu hết tất cả những đòi hỏi của những người dân, người yêu nước chống Trung Quốc, muốn hòa hoãn và xích lại gần Mỹ để phát triển kinh tế và dân chủ, bảo vệ quốc gia, lãnh thổ và hải đảo. Ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, nhận định rằng động thái bắt giữ mới nhất của chính quyền Việt Nam đối với ba nhà bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch, Phạm Thành và Nguyễn Tường Thụy nhằm hai mục tiêu như sau. Tôi nghĩ rằng là một mặt họ trấn áp giới bất đồng chính kiến, đặc biệt là những người cầm bút. Thứ hai là ban lãnh đạo chính quyền cộng sản của hai thành phố lớn nhất là Hà Nội và Sài Gòn muốn lập công chẳng hạn. Tôi nghĩ rằng họ có thể muốn lập công trong kỳ đại hội đảng sắp tới. Một bên là bắt giữ ông Phạm Thành, một bên là bắt giữ ông Nguyễn Tường Thụy để mở rộng vụ án ông Phạm Chí Dũng bị bắt vào hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Đây là hình ảnh nhà văn Phạm Thành và cuốn sách Nguyễn Phú Trọng, Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo. Blogger Lập Quyền Dân qua bài viết có nhan đề Bắt Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy, những giọt nước tràn ly, đăng tải trên blogger của đài RFA vào hôm 24 tháng 5, cũng nêu lên vấn đề rằng có thể Đảng Cộng sản Việt Nam mở chiến dịch chấn áp thẳng tay các nhà báo độc lập để trong sạch hóa địa bàn, tức là chuẩn bị cho sàn đấu của những nhóm người tại Đại hội Đảng lần thứ 13 sắp tới, hoặc là cuộc ra đòn cấp tập vỗ mặt các nhà đấu tranh dân chủ. Tác giả Lập Quyền Dân nhận ra và đưa ra nhận định rằng cũng có thể là vì cả hai, bởi vì trước sau Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sao chép cái chủ trương mà Quốc hội Trung Quốc đang thảo luận về luật an ninh cho Hồng Kông. Trong khi đó, Giám đốc Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền đã lưu ý tình trạng của Việt Nam tham gia bắt bớ truyền thông tự do kể từ khi luật an ninh mạng có hiệu lực. Ông Vũ Quốc Ngữ cho rằng chính quyền Việt Nam đàn áp mang tính chất hệ thống. Tôi nghĩ rằng một mặt họ bắt giữ những người tương đối nổi tiếng, có những tiếng nói nhất định trên mạng xã hội chẳng hạn, tức là truyền thông phi chính thống, không phải của nhà nước Cộng sản hợp pháp. Bên cạnh đó thì họ cũng sẵn sàng bắt giữ những người ít nổi tiếng hơn là những người chỉ viết một vài bài nói về tự do dân chủ, tự do thông tin. Họ đàn áp mang tính chất hệ thống, không bỏ sót con cá nào, tạo ra một không khí rất nóng bỏng ở Việt Nam, làm cho giới bất đồng chính kiến cũng phải chùn bước và người dân càng sợ hãi. Đồng quan điểm này, nhà báo Phạm Đoan Trang vào tối hôm 26 tháng 5 cũng lên tiếng trên đài FA như sau. Chúng ta có thể thấy sự bắt giữ diễn ra dồn dập trong thời gian ngắn và chưa biết kể vụ bắt hai ông Thạch và ông Tường Thụy còn có màu sắc bạo lực rất rõ ràng. Công an không chỉ bắt mà còn đánh đập người bắt cũng như gây sự đe dọa, khiêu khích người nhà. Đúng là không gian tự do trước giờ vốn đã hẹp thì dường như bây giờ lại càng hẹp hơn và bạo lực hơn nữa. Trước kia chỉ là bắt thì bây giờ ngoài việc bắt còn sẵn sàng đánh đập. Chúng tôi cũng lường trước được điều này và nghĩ rằng từ nay đến Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới thì không gian tự do còn bị thắt chặt hơn nữa, cũng như sự đàn áp sẽ còn gia tăng hơn nữa. Mặc dù vậy, nhà báo Phạm Đoan Trang nhìn nhận, sau các vụ việc đàn áp và bắt bớ vừa xảy ra trong nhà cầm bút bất đồng chính kiến, thì việc càng có nhiều người tò mò tìm hiểu hơn về họ và những tác phẩm viết của họ. Đây là hình ảnh nhà báo tự do Phạm Đoan Trang là một trong ba phụ nữ được trao giải tự do báo chí vào năm 2019 của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Điển hình là một quyển sách của nhà văn Phạm Thành xuất bản vào hồi năm 2019 và bây giờ được đông đảo bạn đọc tìm kiếm. Nhà báo Phạm Đoan Trang nói về điều này như sau. Sau khi nhà văn Phạm Thành bị bắt giữ thì có rất nhiều người liên hệ qua Facebook cá nhân của tôi và nhà xuất bản tự do để mua cuốn Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo. Ngay từ khi cuốn sách này ra đời vào mùa thu năm ngoái đã có nhiều người hỏi về nó. Và sau khi ông Phạm Thành bị bắt thì lại càng có nhiều người hỏi về nó hơn. Tôi nghĩ những người hỏi mua, họ cũng sợ nhưng họ tò mò, thắng sự sợ hãi. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa trình bày cảm xúc rằng trong ba nhà văn, ba nhà thơ Trần Đức Thạch, nhà văn Phạm Thành và nhà báo Nguyễn Tường Thụy trong những tháng ngày sắp tới có thể sẽ rất là khó nhọc cho họ ở trại giam vì tuổi già, sức yếu lẫn đau đớn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa tin rằng tinh thần bất khuất và kiên cường của những người lính thấp thập cổ Lai Hy này sẽ càng được lan tỏa, đặc biệt là đối với thế hệ thanh niên tại Việt Nam. Gần suốt một đời theo Cộng sản, những người này họ có lý tưởng lắm. Không phải họ bị lừa dối bởi vì những nhà văn, nhà thơ, họ có một tấm lòng, có sự hiểu biết và có niềm tin. Nhưng rồi, 30-40 năm qua, sống trong chế độ Cộng sản, tất cả niềm tin của họ bị mai một và bây giờ họ nhận ra rằng chế độ Cộng sản
như thế nào. Khi họ nhận ra rồi thì họ rất cương quyết từ bỏ đó và đi về phía mà họ nhận thấy rằng chính nghĩa, chính đáng, cần phải làm. Và tất nhiên là chúng ta cũng thấy rằng họ đã bị trả giá, họ bị đàn áp và bắt bớ. Đây là một sự đau xót của họ, nhưng ngược lại chúng ta thấy rằng gương sáng bởi vì một câu hỏi được đặt ra trong rất nhiều người, trong đó có lớp trẻ rằng tại sao họ theo Cộng sản mà không thể theo hết đời và bây giờ họ lại phản tỉnh. Và tinh thần của ba cựu chiến binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đấu tranh vì lý tưởng đất nước Việt Nam độc lập và dân chủ được những người trẻ dấn thân như nhà báo Phạm Đoan Trang chia sẻ rằng cô sẽ vững vàng tiếp tục con đường đã lựa chọn cho đến những ngày mầm mống tốt đẹp trong xã hội được lan rộng để xã hội dân sự phát triển, để sự tương thân tương ái giữa những người dân với nhau là điều bình thường, để việc viết, đọc và mua sách không còn là một tội phạm, để con người được lương thiện. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2020 với bản tin Chuẩn bị đại hội lần thứ 13, Việt Nam gia tăng đàn áp nhân dân. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.